Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha các bạn. Hôm nay thì mình xin được hai cái thùng bỗng rượu nếp các bạn ạ. Đây mình quay cho các bạn xem hai thùng. Đây là hai thùng bỗng rượu nếp cái hoa vàng các bạn nha. Mình sẽ mang vào cho gà ăn. Đây vào đến vườn thì các em ấy đã bắt đầu chen ra để chờ ở bờ rào đây các bạn này. Đấy, mình rào ngăn giữa cái chuồng gà, cái nơi bãi thả gà và cái vườn rau ấy các bạn. Mình rào bằng cái lưới tạm các bạn. Mình dựng tạm cái lưới thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ vào cho gà ăn. Thì cái bỗng nếp mình xin ở cái lò nấu rượu ấy các bạn, cho nên là nó không được khô các bạn ạ. Đấy, mình phải xin cả cái thùng nước nữa, bởi vì là người ta nấu như vậy. Đấy, thì đầu tiên là mình sẽ cho gà ở ngoài vườn bãi thả ngoài phía ngoài ăn trước nha các bạn. Đây là đàn gà vàng ngan được 4 tháng rưỡi tuổi của nhà mình đây các bạn nha. Gà nhà mình nuôi thì nó không được to lắm, bởi vì là nhà mình nuôi hoàn toàn bằng thực phẩm sạch và không có sử dụng cám công nghiệp ở trong chăn nuôi, cho nên là gà không có hoàn toàn không có tí kích thích tăng trưởng nào. Đấy, cho nên là cái gà thì nó, con gà nó sẽ không được mập các bạn ạ. Nó không to không mập như gà mình mua ở chợ, bởi vì mình không có làm kinh tế cho nên là mình cũng không quan tâm đến cái trọng lượng của gà, mà mình quan tâm đến là cái chất lượng của thịt gà thôi các bạn nha. Thế cho nên là đây đàn gà vàng ngan được hơn 4 tháng tuổi của nhà mình, nhưng mà nó không được to lắm các bạn nha. Đấy, có những con trống ấy, có một con trống kìa, nó to hơn một chút. Thế còn lại những con kia thì lứa sau nuôi cách đó nuôi cách nhau 2 tuần cho nên là nó cũng không được to. Đấy, mấy hôm trước thì Hạ Long trời mưa to, hôm nay thì bắt đầu hửng nắng các bạn ạ. Cho nên là mình tranh thủ cho gà ăn. Lát nữa khi mình cho gà ăn xong cái bỗng rượu nếp thì mình sẽ cho gà ăn một ít vỏ tôm. Bởi vì là hôm nay mình cũng vừa mới đi chợ, mình xin được một túi vỏ tôm khá là to các bạn. Mình sẽ cho gà ở ngoài vườn ăn nha các bạn. Đây là mình quay cho các bạn xem đàn gà ở bên trong. Đây là đàn gà ở bên trong khu bãi trong đó các bạn. Đấy, nhưng mà trời bên ngoài nó vẫn còn hơi ẩm ướt, cho nên là mình sẽ cho gà ăn ở bên trong trong chuồng các bạn nha. Đây là cái chuồng gà ở bên trong của nhà mình. Đấy, cho chuồng này mình nuôi 50 con. Mình sẽ đổ cái bỗng rượu nếp ra cho gà ăn, ra cái bạt nha các bạn. Đấy, ra cái vỏ bao để cho gà ăn. Đấy, mình sẽ cho ăn gà ăn thêm một chậu nữa. Đấy, thì một ngày gà nhà mình nó sẽ ăn hai thùng thức ăn như thế này. Mình sẽ chỉ cho ăn được một ngày một lần thôi các bạn ạ. Bởi vì là nhà mình không sống ở khu vườn này, cho nên là mình không có thời gian để mình vào cho gà ăn một ngày hai lần giống như là khoa học. Bởi vì là thời gian mà mình buổi sáng ấy, mình rất là bận. Buổi sáng thì mình phải đi làm, buổi chiều thì mình mới có thời gian để vào vườn. Bây giờ mình đang cho ăn là tầm gần 6 giờ tối đấy các bạn nha. Đây, gà nhà mình ăn đang ăn bỗng nếp cái hoa vàng đấy các bạn ạ. Bỗng rượu nếp mình xin ở lò bổ ấy các bạn. Đấy, mình sẽ cho gà ăn thêm một thùng nữa để cho nó nhiều. Đây mình sẽ cho vào cái chậu này các bạn nha. Mình đổ đây bên ngoài kia thì mình cho ăn đã ăn gần hết ở cái bạt rồi. Bây giờ mình sẽ đổ vào chậu này. Mình đổ vào một tay cho nên nó hơi khó một chút. Đấy, thì gà nhà mình một ngày nó sẽ ăn hai bãi, mỗi bãi nó sẽ ăn hết một thùng. Nhà mình có hai cái bãi thả, mỗi ngày gà nó sẽ ăn hết một thùng các bạn nha. Đấy, để các bạn nhìn kỹ này, gà 4 tháng tuổi, hơn 4 tháng tuổi đấy các bạn nha. Gà mái, mình nuôi chủ yếu là gà mái thôi. Gà trống có một vài con nhưng mà mình thích nuôi gà mái hơn, bởi vì là cái gà mái nhỏ xương ấy các bạn. Mình nuôi gia đình mình ăn, làm cái chứ mình không làm kinh tế, cho nên là mình không quan trọng trọng lượng. Gà mái thì nó nhỏ xương, con thì trọng lượng của nó chỉ đạt từ 1 cân rưỡi đổ về thôi, 1 cân từ 3 đến 1 cân rưỡi thôi. Đấy, thì nó rất là vừa với bữa ăn gia đình. Cho nên là mình thích nuôi gà mái hơn là gà trống. Những người mà ta làm kinh tế đấy các bạn thì người ta thích nuôi gà trống. Bởi vì sao? Bởi vì gà trống là dùng để thắp hương. Đấy, người ta rất là dễ bán. Rồi là trọng lượng của gà trống thì nó to, nó năng suất nó cao hơn. Đấy, cho nên là người ta thích nuôi gà trống. Nhưng mà bản thân mình thì mình nuôi gia đình, mình nuôi không làm kinh tế, mình nuôi gia đình sử dụng, cho nên là mình thích nuôi gà mái hơn. Vì gà mái thì nó nhỏ xương và cái chất lượng thịt của nó lại ngon hơn. Mình thích gà mái hơn, nó ngọt hơn các bạn ạ. Đấy, gà mái lại có trứng nữa, sau này nó sẽ đẻ trứng cho nhà mình nha. Đấy, các bạn có thể ngắm nhìn cái đàn gà của nhà mình. Thực ra thì nó cũng nhìn, nếu mà để so với những cái đàn gà mà nuôi ở trong trang trại,
thì nhìn nó sẽ không được to, không được mập, không được tròn người. Bởi vì con gà nhà mình nuôi gia đình nó chạy nhảy suốt ngày, nó kiếm ăn bới đất, cho nên là cái bàn chân của nó, cái móng vuốt của nó cũng cứng hơn, bàn chân nó xù xì hơn, lông của nó không được mượt bằng. Đấy là cái đặc điểm dễ nhận nhất nha. Mình sẽ quay cho các bạn xem cả phía ngoài nữa. Đấy, ngoài thì mình bắt đầu cho gà ăn ăn thêm vỏ tôm và thêm một chút cám ngô nữa để cho nó gà ăn, đảm bảo là buổi tối là gà được no bụng, no diều ấy, đầy diều để nó ngủ cho nó ngon giấc các bạn ạ. Để sáng ngày mai thì nếu còn thừa thức ăn thì gà nó sẽ tiếp tục ăn, còn nếu không thì cả ngày mai là gà sẽ phải nhịn đói và đi kiếm ở thức ăn ở trong vườn. Đấy, chứ mình không có vào được buổi sáng, mình chỉ cho gà ăn một lần một ngày vào buổi tối thôi các bạn nha. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đàn gà của nhà mình đây. Phía ngoài thì nhìn nó sáng, trời nó sáng hơn thôi, nên cảm giác như là trời còn rất là sớm ấy, nhưng thực ra là bây giờ đã là hơn 6 giờ tối rồi các bạn nha. Đấy, các bạn xem clip thì hãy nhớ ủng hộ mình nha bằng cách nhấn nút đăng ký kênh nha, để cùng mình theo dõi cái sự phát triển của đàn gà nuôi thả vườn ở trong vườn nhà mình nha. Gà nhà mình thì hoàn toàn là nuôi sạch. Đấy, mình không sử dụng kích thích, không sử dụng cám tăng trọng. Mình chỉ nuôi bằng cái thực phẩm thừa xin được của gia đình. Đấy, ví dụ như là đầu tôm, ruột cá rồi. Như hôm nay là cho mình cho ăn bỗng gạo nếp. Nếu không bỗng gạo nếp thì cơm thừa, canh cặn rồi các cái thực phẩm khác thôi các bạn nha. Đấy, chứ mình không có mua cám con cò, cám con tăng trọng. Mình chỉ cho ăn ở giai đoạn đầu của gà nuôi úm thôi. Lúc mà gà con được từ 35-40 ngày tuổi đổ về ấy, thì mình cho gà ăn thôi. Còn sau khi mình đã thả vào vườn rồi, gà cứng cáp mình thả vào vườn rồi, thì mình hoàn toàn là không cho gà ăn cám tăng trọng các bạn nha. Mình hoàn toàn nuôi bằng các cái thực phẩm mà mình tận dụng xin được, hoặc là mua, nếu mà mua thì mình sẽ mua ngô và thóc, ngô xay nát ấy, và thóc. Thóc cứng thôi các bạn. Đấy, mình nuôi mua các loại thóc tốt để mình cho gà ăn hàng ngày thôi, chứ mình không có nuôi bằng cám. Mình cũng không có kích thích tăng trọng, mình cả cũng không kích thích mọc lông hay là kích thích vàng da hay là những cái gì mà như các cái trang trại người ta vẫn nuôi. Bởi vì mình không quan trọng là cái con gà nó đẹp hay là nó không đẹp, mình chỉ quan trọng là cái con gà nó sạch và nó ngon. Đấy, mà gà nhà mình thì sạch ngon thì vô đối rồi các bạn ạ. Mình ăn thịt nó rất là dẻo thơm và không hề có một chút nào của mùi tanh của gà. Đấy, khi mà mình luộc lên ấy, mình cho cái nồi nước dùng vào, nước dùng gần như là không có váng mỡ. Đấy, nước dùng trong vắt, da gà thì vàng nhẹ. Cái màu vàng của da gà nó vàng nhạt, chứ nó không phải là cái màu vàng ươm giống như là cái màu gà mà mình vẫn mua ở chợ các bạn nha. Đấy, các bạn cùng xem ngắm cái đàn gà nhà mình nha. Và hãy nhớ ủng hộ mình nha bằng cách nhấn nút đăng ký kênh nha, và sẽ theo dõi các clip của mình nha. Đấy, mình rất là thích trồng trọt và chăn nuôi, cho nên là mình hay quay cái clip khoe về đàn gà. Mình hoàn toàn không hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, bởi vì mình không phải là chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp các bạn ạ. Mình chỉ là một người yêu thích trồng trọt, và công việc chăn nuôi là một công việc làm thêm của nhà mình thôi nha. Đấy, gà ngan nhà mình hoàn toàn thả vườn và bãi thả rất là rộng luôn. Đấy, rất là thích. Đấy, ăn thịt rất là tuyệt vời luôn các bạn nha. Đấy, xung quanh quang cảnh thì cây cối là xanh tươi, gà ăn hết thức ăn tôm, vỏ tôm, ruột cá thì nó có thể ăn rau ria ở trong vườn, rồi là cỏ trong vườn rất là nhiều luôn, côn trùng rồi rắn rết rồi thạch sùng cào cào châu chấu run dế rất là nhiều luôn. Đấy, cho nên là gà thoải mái kiếm để tìm thức ăn, cho nên là chất lượng gà của nó rất là ngon nha các bạn. Đấy, clip của mình đến đây cũng khá là dài rồi. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các clip tiếp theo nhé. Và các bạn hãy nhớ là nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình và cùng theo dõi sự phát triển của đàn gà mình và chia sẻ những kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi tay ngang cùng với mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.